Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên kinh doanh những cái mặt hàng về điện tử cũng như quang học rất là xịn sò từ những hãng nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ như là Colut của Ý, Bressner Stanner của Đức, rồi là Yukon của Nga, Votech Butnell của Mỹ. Và có một hãng đặc biệt nữa là hãng Bygic của Nga nhé. Cái Bygic này thì bên mình cũng giới thiệu khá là nhiều những cái ống nhòm nhỏ rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái ống nhòm siêu to khổng lồ. Đây là một trong những cái ống nhòm lớn nhất ở bên mình. Đó, cái ống nhòm này thì chuyên để ngắm cảnh và nó có chân cố định nhá. Cái độ phóng đại của nó là 25 lần và ống kính rộng 100mm. Đây là một trong những cái sản phẩm độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Sao nói độc nhất vô nhị? Vì những cái hàng này là hàng dự án nên là nó có rất là ít cái hàng có sẵn để cho mọi người xem. Nên là mọi người nếu mà thích xem có thể đến Điện tử Thái Thắng nhá. Thì bình thường ở trên những cái tòa nhà cao tầng thì chúng ta cũng có thấy là có những cái ống nhòm kiểu như này. Hoặc là có cái ống nhòm mà nó có thêm chức năng là bỏ xu vào thì nó sẽ mới có thể điều khiển, có thể quay các hướng được. Còn đây là cái phiên bản mà không có thả xu nhá. Bên mình cung cấp cả hai phiên bản thả xu và không có thả xu, đều chân nó giống như thế này và ống nhòm nó cũng như thế này nhá. Bên mình bên Điện tử Đại Thắng tự hào khi cung cấp rất là nhiều những cái ống nhòm dạng lớn này cho những cái tòa nhà cao tầng, ví dụ như là Landmark 72 này, rồi là Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô lấy những khoảng 4-5 cái gì đấy. Chúng ta cũng biết là cái yêu cầu của bên quân đội nó gắt gao như thế nào, nhưng mà bên mình cũng vẫn có thể đáp ứng được, thì chứng tỏ là cái chất lượng của nó cực kỳ tốt rồi. Đây là những cái ống nhòm được làm từ cái hợp kim thép rất là chắc chắn, chịu được những cái tác động của thời tiết nhá. Ví dụ như thời tiết ở Việt Nam, chúng ta có thể để cái ống nhòm này ở bên ngoài trời. Tại sao những cái ống nhòm này thì nó thường ít các chi tiết, hoặc là những cái chi tiết nó không có thể điều chỉnh được, ví dụ như là focus này, rồi là độ zoom đều không thể điều chỉnh được. Vì nếu mà điều chỉnh được thì nó sẽ có cái khe hở và nước mưa có thể dễ dàng xâm nhập được. Tuy nhiên là những cái ống nhòm này thì nó đã được hàn keo sẵn kín rồi, nên là những cái lấy nét hay là lấy focus thì không cần nhé. Thêm một cái đặc điểm nữa để chúng ta sử dụng một cái ống nhòm như này ngoài trời mà không có nút focus, không có nút lấy nét, đó chính là ví dụ như là chúng ta làm du lịch chẳng hạn, có rất là nhiều các độ tuổi khác nhau mà nhìn vào cái ống nhòm này. Thì nếu ví dụ như là những cái em học sinh hoặc là những cái em nhỏ tuổi đấy sẽ không biết lấy nét như thế nào. Thứ hai là những em học sinh đấy có thể vặn cái lấy nét quá, một khi mà nó quá cái ngưỡng thì nó sẽ có thể rơi cái lấy nét ra. Đấy. Nên là những cái ống nhòm như thế này thường nó sẽ được fix focus, tức là fix cái độ lấy nét rồi. Nên khoảng cách nào cũng có thể lấy nét được, khoảng cách nào nhìn nó cũng vẫn nét nhé. Và dĩ nhiên là nó sẽ lấy nét tầm từ trên 100m, vì cái ống nhòm này nó có cái độ nhìn rất là xa, nên là tốt nhất chúng ta nên nhìn lớn hơn 100m thì mới có thể nhìn thấy nhé. Thử nghiệm thì cho thấy thì chúng ta có thể nhìn thấy cái khoảng cách 15 cây số. Mình thì nhìn từ trung tâm mà có thể ra được đến những một số cái ngôi chùa, tháp chùa, rồi là những cái tòa nhà cách đến 15 cây số. Ví dụ mắt người của chúng ta nhìn được 100m thì qua cái ống nhòm này chúng ta sẽ nhìn được 2500m. Đó là chúng ta sẽ được 25 lần. Thì cái ống nhòm này được sử dụng cái hệ thấu kính quang học có cái độ phóng đại đến 25 lần. Và đường kính của ống kính là 100mm, có khả năng quan sát tốt với những cái mục tiêu cực kỳ xa. Năng kính của nó là BK4 nhá. Thì cùng với cái hệ thấu kính đấy thì là cho cái hình ảnh cực kỳ rõ nét và cực kỳ sáng luôn. Cái ống nhòm siêu zoom này được thiết kế với chất liệu hợp kim cho cái độ bền cực cao và khả năng chống chịu va đập tốt. Cái hệ thống lấy nét được điều chỉnh cho cả hai mắt, chân đế vững chắc có thể cố định tại chỗ để quan sát. Ống nhòm và trụ đều được sơn phủ cái lớp chống oxy hóa, chống ăn mòn, giúp sản phẩm luôn bền đẹp khi sử dụng ở ngoài trời, mưa nắng thoải mái luôn. Với ống nhòm này thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể để trên những cái tòa nhà cao tầng, chúng ta có thể quan sát xung quanh, rồi là ở những cái khu du lịch chẳng hạn. Khu du lịch, rồi là hồ, rồi là biển. Nếu chúng ta cần phải thu phí cho mỗi lần xem thì chúng ta có thể sử dụng cái phiên bản là có thả xu. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần ví dụ như là cho chính chúng ta nhìn hoặc là không cần thu phí thì chúng ta có thể sử dụng cái bản không thu phí, nó sẽ rẻ hơn. Đó, chỉ có mấy chục triệu một cái sản phẩm như này thôi, nhưng đổi lại chúng ta có một sản phẩm cực kỳ hay ho. Mọi người có thể nhìn thấy mình đang quay theo cái chiều ngang nhé. Chiều ngang thì chúng ta có thể đạt được đến 360 độ, tức là toàn cảnh luôn, quay được vòng tròn luôn. Còn chiều dọc thì chúng ta có thể xoay được 300 độ, tức là mỗi bên là 150 độ nhé. Lên xuống 150 độ, rất là rộng luôn. Nên là chúng ta có thể mọi ngóc ngách ở trên cái bầu trời
hoặc là dưới mặt đất này đều có thể nhìn được nhá. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh khi chúng ta chưa nhìn cái ống nhòm, nó đúng là xa tận chân trời, và khi đưa cái ống nhòm này vào thì gần ngay trước mắt. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng thử nhìn qua cái ống nhòm này như thế nào. Thì dĩ nhiên là khi chúng ta nhìn qua cái điện thoại thì nó sẽ không bao giờ nét bằng khi chúng ta nhìn bằng mắt thường nhé. Nhìn bằng mắt thường thì nó cực kỳ trong, cực kỳ nét luôn. Nó nét gấp 2, 3, 4, 5 lần như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở cái khoảng cách tầm khoảng 280m này nhé. Với cái khoảng cách này thì mắt thường rất là khó nhìn những cái vật như là điều hòa hay là gì. Nhưng mà qua cái ống nhòm này chúng ta có thể nhìn thấy từng cái chữ một trên cái điều hòa kia. Đó, cái bình nước nóng như kia thì chúng ta đều có thể nhìn thấy chữ được nhé. Cái ống nhòm này thì chúng ta không có chỗ để gá cái điện thoại lên, nên là mình cầm cái điện thoại thì nó sẽ khi nó bị lung lay, nó không vào đúng cái vị trí thì nó sẽ có viền đen ở bên cạnh, viền đen ở xung quanh. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta đưa mắt vào nhìn thì cực kỳ nét, không có một tí viền đen nào nhá, vì ống kính của nó cực kỳ rộng luôn, hình ảnh cực kỳ sắc nét, mặc dù là đã quay qua điện thoại mà cái điện thoại nó không cố định nhá. Điện thoại mà cố định thì nó đã nét rồi, và đưa mắt vào nhìn nó còn nét hơn rất là nhiều. Đấy, tất cả đều là lấy nét tự động nha. Chúng ta nhìn ở bất kỳ khoảng cách nào thì đều lấy nét được tự động. Lấy nét tự động thì nó sẽ thích hợp cho nhiều người, kể cả những trẻ em không biết cách điều chỉnh thì chúng ta vẫn có thể nhìn được luôn nhá. Chứ nếu mà những cái này mà chúng ta lắp thêm cái điều chỉnh độ focus thì lấy nét thì nó khá là khó với nhiều người dùng. Ngoài ra thì điện tử Thái Thắng còn rất là nhiều các cái loại ống nhòm khác nhau, kể cả những cái ống nhòm 2 mắt, 1 mắt, cầm tay. Thì mọi người có thể lên trang điện tử Thái Thắng.com hoặc gọi vào hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi hàng về tận nơi cho mọi người. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh, thì mỗi lần điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay cho mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.